Omnitrix cho Ben mọi loại sức mạnh tuyệt vời. Và nó vẫn còn những người ngoài hành tinh mới đầy bất ngờ. Họ trông như thế nào? Và họ có loại sức mạnh gì? Chỉ có một cách để biết. Đón xem các tập phim mới của Ben 10 khởi chiếu vào 17 giờ 30 phút thứ sáu ngày 22 tháng 3 trên Cartoon Network. New episodes of Unikitty Fridays at 6:30 p.m. on Cartoon Network.